Sở Du lịch Đà Nẵng sắp công bố chương trình kích cầu du lịch mới nhằm khôi phục lại mạnh mẽ hơn ngành du lịch trong giai đoạn cuối năm 2020 và chào năm mới 2021. Theo đó, các khách sạn, resort 4 đến 5 sao, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà hàng sẽ tung các gói nghỉ dưỡng giảm giá từ 20 đến 50% dành cho người Đà Nẵng. Các khu điểm tham quan cũng đồng loạt giảm giá nhằm kích cầu du lịch. Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết sẽ liên kết các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện thu hút khách dịp Tết Dương lịch, âm lịch và chuẩn bị kế hoạch dài hơi hơn cho mùa hè năm 2021. Cũng theo Sở Du lịch, trạng thái bình thường mới do tác động của dịch Covid-19 sẽ tạo ra nhiều xu hướng du lịch mới, trong đó chuyển đổi số được coi là lựa chọn phù hợp với xu thế và tâm lý du lịch an toàn của du khách.